Xin chào thầy cô và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu project cuối khóa của mình ở trung tâm lập trình Tipmaster. Project của mình thì là làm cái web. Web tên là Du lịch Việt Nam. Trang web của mình hiện tại sử dụng là frontend là React, là backend là Java. Backend là dùng Spring Boot viết bằng ngôn ngữ Java. Còn là đây là cấu trúc thư mục của backend của mình. Trong code backend mình dùng Spring Boot dựa trên mô hình 3 layer. Còn frontend mình viết bằng React. Bắt đầu cùng chạy. Ngay thì mình đã chạy lên rồi. Tại web của mình thì xây dựng thì để nhiều người dùng chỉ muốn sử dụng một trang web để có thể tìm thấy các thông tin hữu ích cho chuyến đi của mình. Thì website của mình là phục vụ như vậy. Hỗ trợ bạn muốn đi du lịch tiếp cận các thông tin, bài viết, địa điểm du lịch, khách du lịch, xem họ đặt phòng khách sạn, nhà khu vui chơi giải trí, những nơi mà họ đi. Đây là giao diện website của mình. Đây là giao diện trang chủ. Ở trên trang chủ sẽ có navigation, có mục như khách sạn, thì có hiển thị những thông tin của khách sạn, list khách sạn, tìm kiếm, filter theo hạng khách sạn mọi loại. Bên dưới thì có phục bảng, nhà hàng thì cũng có nhà hàng và filter theo loại hình nhà hàng, cũng như kiểu nhà hàng, quán bar, quán rượu, trà, khu vui chơi để có khu vui chơi mở theo giờ này, filter này và loại có hay là trong nhà và ngoài chơi. Nên những bài viết có bài viết này, điểm du lịch độc đáo và khám phá Việt Nam. Trang yêu thích là sau khi đăng nhập thì sẽ có hiển thị thông tin đăng nhập nếu mà user thêm khách sạn, nhà hàng hoặc khu vui chơi vào favorite list của mình. Đấy, mình sẽ demo chức năng đăng nhập. Login thì mình sẽ có không login, form login như này. Hiện tại login của mình thì có sử dụng username tức là email và mật khẩu. Nếu này đến một trường login vào một cái email sau khi login vào xong thì trở vào trang quản lý tài khoản thì có admin. Mình tài khoản mình vừa login là tài khoản role là admin. Ở trong admin này mình sẽ có thể quản lý tài khoản này, thêm này, thể xem, có thể sửa nội dung, sửa quyền tên ngày sinh, rồi có thể xóa user, có thể tìm kiếm user ở đây, tìm theo tên hoặc tìm theo email. Mình cũng có thể quản lý bài viết, có thêm sửa xóa, thêm sửa, có thêm xóa. Khách sạn thì với quyền thì mình có thể thêm xem và phê duyệt, hơi sớm, vui chơi, tương tự như gọi là khách sạn, nhà hàng cũng vậy. Tại cái hệ thống của mình đang phân quyền
user theo năm role, role admin, role employee, content, partner và member. Member là người dùng bình thường, partner chính là đại diện cho các đối tác, như là nhà hàng, khách sạn hoặc là khu vui chơi, họ có thể thêm dịch vụ của họ lên trong web của mình. Và sau khi họ thêm thì mình những quyền admin có thể phê duyệt, có thể đồng ý hoặc là không. Còn content thì là phục vụ viết bài, employee thì có thể phê duyệt các yêu cầu đặt phòng, đặt khách sạn, cũng có thể rồi thay cho partner, partner thì cũng có thể làm được đấy. DB này, DB. Để mình không nhập vào con sơ, nên mình không có form đăng ký. Ok, quên không. Hiện tại mình đang có sử dụng. Đăng nhập vào user bình thường. Hiện tại mình có thể search tìm kiếm, thì sẽ có danh sách khách sạn, nhà hàng, video tìm kiếm, muốn tìm kiếm tới địa điểm hoặc là dịch vụ mình mong muốn và kịch xem chi tiết như khách sạn, mình có thể chọn đặt phòng, điền thông tin là phòng. Hiện tại bên mình, tại sau khi đặt phòng thành công sẽ có mail confirm, có gửi mail, có chức năng gửi mail. Và sau khi mình sẽ theo qua về website của mình. Cảm ơn các bạn đã nghe.